Rốt cục Tiêu Phong đã thoát đi sau khi kịch chiến với hai nghĩa đệ. Chàng vô tình gặp Tây Khương Thiệu Di, tân nương hụt của Bạch Gia Đình trên đường đi tìm Thần Phong Tử. Nàng ta có vẻ đã kết Tiêu Phong rồi. Tuy nhiên khi chàng đưa tiểu nữ của Tây Khương Cảnh về nhà thì gặp ngay phụ tử Bạch Gia. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp tập 35 mang tên Ông Già Mù. Tiêu Phong tài hữu đáp trả, hai trường đụng nhau, thân hình Bạch Gia Đình chao đảo lùi lại nửa bước. Chẳng qua Tiêu Phong sau trận đại chiến với hai nghĩa đệ vẫn còn dư âm, mà lại còn có cả Bạch Đề Chấn và Tây Khương Cảnh. Thứ nữa chàng cũng không muốn để lộ thân phận, nếu không đã cho Bạch Gia Đình biết thế nào là lễ độ. Hai bên quá chiêu được hơn chục đường thì Bạch Đề Chấn quát lên, Đình Nhi không được vô lễ. Lão như một con chim én băng đến hóa giải đòn tấn công của hai tử. Tiêu Phong từ đó thoát đi an toàn. Chàng sau khi rời khỏi đất Hoàng Nguyên lập tức xuôi về hướng nam thẳng tiến Vu Sơn Cốc. Đang mải miết đi thì chợt nhớ túi gấm nhỏ của Tây Khương Thiệu Di, mở ra bên trong thấy có một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, có khắc bốn chữ tên của nàng trông cực kỳ tinh xảo. Tiêu Phong nghĩ bụng, phần này tốt nhất nên trả lại chủ cũ, không thể để tiểu cô nương kia hy vọng về mình. Chàng đi mất nửa ngày thì tới nơi. Xung quanh Vu Sơn Cốc toàn là núi đá, bốn bề chẳng thấy có chỗ đi tiếp. Chàng dò xét chờ đợi nhưng bất lực, đành phải trở ra. Tiêu Phong buồn chán ngồi nghỉ tại một quán nhỏ, chàng đang nhấp từng chén rượu một thì chợt đâu có tiếng khóc trẻ con. Có một người đàn ông đang ẵm một đứa bé chừng 2-3 tuổi trong tay nải, bộ dạng lấm lếp, mặt mũi nhem nhuốc, đôi mắt dò xét ra vẻ cảnh giác xung quanh. Y ngồi vào bàn gọi hai chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến rồi trả tiền đi luôn. Trời lúc này đang vào ban trưa, Tiêu Phong lang thang chưa biết đi đâu thì sau lùm cây mé trái có tiếng khóc của trẻ con. Chàng lại gần thấy đứa nhỏ cùng người đàn ông nọ, anh ta mặt mũi tái nhợt dường như đang bị thương nặng. Thấy Tiêu Phong, ánh mắt người đó như rạng lên, đôi tay run run cầm tay chàng hồn hển nói, xin tráng sĩ, xin người hãy giúp ta đưa bức thư và đứa nhỏ này tới Diệu Ảnh Môn gặp sầu. Người đó nói được đến đó thì tắc thở, đứa bé chẳng hiểu vì sao khóc ré lên một hồi dài. Lạ tay khi chàng bồng nó lên, nó im luôn, lại còn nhoẻn miệng cười. Tiêu Phong nhìn qua bức thư thấy nét chữ ngoạch ngoạc, hiển nhiên là đang viết tội, có đề danh tính Phương Chí, có lẽ là tên người này. Tiêu Phong cho là có duyên nên chuột cất y tử tế rồi bế đứa bé đi. Chàng cũng không vội tới Diệu Ảnh Môn, chuyện này nên điều tra cẩn thận thì hơn. Chàng hỏi thăm khắp nơi mới biết Vương Chí là nhị thiếu gia của Vô Song Hiệp, nghe đầu chủ nhân nơi này là Phương Toàn Nhân, tức cha Phương Chí. Sau khi lên Ly Thiếu Cung thì không thấy trở về, nghe đồn là đã bị mất mạng. Ngay cả Huyền Độ đại sư, Chu Thiếu Lâm một đi cũng không trở lại, người ta nói rằng là do Hư Trúc Tử ám hại, còn nguyên nhân thì không ai biết cả. Vài hôm sau thì Vô Song Hiệp xảy ra thảm sự, cả gia tộc ba mấy sinh mạng không còn một ai, nhân sĩ võ lâm đều cảm thấy bất bình. Bình thời Vương gia người nào cũng đầy hiệp nghĩa, hay giúp đỡ kẻ khốn khó, cái tên Vương Toàn Nhân cũng từ đó mà ra. Chàng ngẫm nghĩ, chuyện này liệu có phải do Thần Phong Tử làm không? Chắc chắn là có kẻ đứng sau, một mình Thần Phong Tử dẫu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể làm nổi. Chàng mang đứa bé quay lại Vô Song Hiệp, thấy khắp nơi chỉ còn lại một màu đen, tất cả đã bị thiêu rụi, kẻ nào ác độc như thế. Trời vào đêm, chàng định quay đi thì chợt thấy có hai người đang ẩn nấp trên mái nhà, đã bị lùng dồn mất phân nửa. Họ đang quan sát điều gì vậy? Chàng khá tò mò. Một lúc sau thấy có tiếng bước chân rất nhẹ, có thêm một tên nữa, tên này che khăn đen, tướng tá khá cao lớn. Hai bóng người vút xuống, vung kiếm tấn công tên lén lút. Mới ra mấy chiêu, Tiêu Phong thầm nghĩ, kiếm pháp khá lắm. Ba người đang đánh nhau rất khốc liệt, chàng thấy kẻ lén lút võ công rất cao, nếu đơn phương tỷ đấu hai người kia chưa chắc đã ăn lại, nhưng hai đấu một thì hắn thua chắc rồi. Trường kình bạch hổ phóng ra trắng xóa trong đêm tối, hòa quyện với hai làn bích kiếm và hắc kiếm trông rực rỡ vô cùng. Chàng từng nghe nói trong võ lâm có một công phu mang tên Thôi Sơn Đại Hổ Phách cực kỳ ghê gớm, tuy nhiên đã mất tích từ lâu. Đứa bé tự nhiên khóc oe oe. Một người lập tức quay lại, có tiếng nói cất lên, lại thêm một tên nữa, người nói chính là Độc Cô Tuyền. Chàng ta và họ chắc vì chuyện mấy vị cao thủ võ lâm đột nhiên biến mất mà tới đây. Chỉ trong trước mắt làn hắc kiếm nhanh chóng ùa đến chỗ chàng. Tiêu Phong tiện chân đá mạnh một thanh gỗ cháy đen về phía y, chỉ nghe xoẹt một cái, thanh gỗ đã bị xẻ làm đôi trông ngò sớt. Chàng lập tức nhận ra kẻ đó chính là người mà mình vừa mới chạm mặt ở Linh Thiếu Cung. Chàng không muốn quá chiêu, bởi mình đang mang theo đứa bé, lỡ một chút sơ sẩy thì tính sao. Chàng vọt người phi thân nhanh về phía sau. Độc Cô Tuyền không vì thế mà buông, chàng ta quát lên, lại là Tiêu Phong, ngươi định chạy đi đâu? Thế rồi thi triển khinh công rượt theo. Tiêu Phong một tay một chân đứng hiên ngang giữa những làn mưa kiếm đen chuỗi. Độc Cô Tuyền vốn không phải là đối thủ của chàng, sau chưa đầy 10 chiêu y bị trúng tới mấy cước, không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ.
chân khí nhộn nhạo đành miễn cưỡng để chàng đi mất. Độc Cô Tuyền tức giận quay lại tìm Trác Tiểu Nhiên, thấy họ Trác cũng hơi hụt hẫng, hiển nhiên là để kẻ lén lút kia thoát đi. Trác Tiểu Nhiên nói, Tiêu Phong và kẻ kia cùng một suộc, bọn chúng võ công cao cường, chúng ta cần phải báo cho Hư Trúc tiên sinh mới được. Độc Cô Tuyền đáp, nhưng tiên sinh đâu có cần chúng ta giúp. Trác Tiểu Nhiên cười đáp, tiên sinh đang đau buồn nên nói vậy thôi, chứ ta thấy địch mạnh, lại ở trong tối, chuyện này cần phải đồng tâm hiệp lực mới xong. Độc Cô Tuyền lại hỏi, chuyện Tiêu Phong giết hại Diệp Trường Túc, lại chuyện Vương Đại Hiệp, Huyền Mi đại sư cùng tất cả nhân vật lên tham dự hỷ sự tại Linh Thiếu Cung đều mất tích, giang hồ bao tin là do Hư Trúc tiên sinh làm, phải chăng là đang có kẻ muốn nhằm vào ngài ấy? Trác Tiểu Nhiên trả lời, rất có thể lắm, Vô Song Hiệp gặp chuyện, liệu Thiếu Lâm tự sẽ? Độc Cô Tuyền đáp, huynh định lên núi Thiếu Thất ư? Nơi đó cao thủ đầy rẫy, ai có gan lên đó gây hại được? Trác Tiểu Nhiên đáp, bọn chúng dám gây sự với Linh Thiếu Cung, thiêu rụi Vô Song Hiệp thì sao không dám lên Thiếu Lâm? Ta trong sáng, địch trong tối, cẩn thận vẫn hơn. Và lại ta cũng muốn lên đó một chuyến, xem Thái Sơn Bắc Đầu của Võ Lâm là như thế nào. Mộ Dung Khởi sau lần bị thuộc hạ của Khoái Trọng Kỳ là Chiêu Ngạn Câu đuổi giết rồi tha mạng, chàng ta lùng sục khắp mọi nơi nhưng không tìm thấy tung tích của Mặc Yến cùng đám người Diệp Trường Túc. Vừa đói vừa mệt, bụng kêu liên hồi, Mộ Dung Khởi cố gắng tìm thứ gì ăn tạm. Chàng ta đi mãi thì thấy một ngôi nhà nhỏ khá đơn sơ bên ngọn núi. Mộ Dung Khởi đi vào hỏi xin tạm chút cơm nhưng chẳng có ai, đoán chắc chủ nhân đi vắng. Chàng thấy bên ngoài vườn có một đàn gà, vì quá đói nên đánh bạo bắt lấy một con nướng tạm. Ăn uống xong xuôi mệt quá, ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy bỗng thấy mình đang nằm trong căn nhà nhỏ, tự nhiên ý nghĩ hãi hùng chạy dọc sống lưng, ai mang mình vào đây? Có một ông lão ở gần đó, ông ta ngồi im như tượng, mặt mũi trông thật ghê rợn, những vết sẹo dọc ngang chằng chịt, da thịt khi phồng khi xẹp, chỗ dám chỗ thâm nổi lởm chởm trông như mặt quỷ dữ. Mộ Dung Khởi coi xong cũng có chút hoảng hốt, chàng ta phát hiện ông ta bị mù, đôi mắt bị khuyết thành hõm thịt sâu. Ông ta mang một chiếc bình hồ lô sang chỗ chàng, uống đi. Mộ Dung Khởi hơi sợ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chắc lão không hại mình đâu. Ực một phát chàng cảm thấy các thớ thịt dần được giãn ra, là nước. Uống xong chàng cất tiếng, đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Ông lão lầm lì không nói gì, ông lão đi ra ngoài, lát sau cầm một cái gầu rồi bảo, ăn uống xong rồi thì đi tưới rau đi. Mộ Dung Khởi hứng thú đi gánh nước, ánh mặt trời thật đẹp, đã lâu lắm rồi chàng không cảm nhận thấy. Phụ thân chàng từ khi khỏi bệnh, suốt ngày mưu tính chuyện phục quốc, ép chàng học đủ mọi thứ trên đời, từ binh pháp tới võ công, làm Mộ Dung Khởi cảm thấy bị áp lực rất lớn. Lần này y sai chàng tới Thiếu Lâm khuyên nội tổ phụ hoàn tục. Mộ Dung Khởi như cá sổ lồng, chưa vội lên núi Thiếu Thất mà ngao du vãn cảnh một phen, đang say sưa tới táp, bỗng dưng sực nhớ tới đoàn Mặc Yến, tự hỏi không biết nàng ra sao rồi, thì chợt ông lão kia nói gấp, trốn ra sau vườn, mau. Mộ Dung Khởi chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng lật đật nghe lời. Một lát sau thấy có đám người kéo tới, có tiếng nói cất lên, chắc là tên đứng đầu, xin chào Trang bang chủ. Mộ Dung Khởi thấy tướng mạo y đường hoàng, hẳn là tay hào kiệt võ lâm. Ông lão mời bọn chúng ngồi, kẻ đứng đầu lại nói, mấy tháng nay bang chủ có khỏe không vậy? Y vỗ nhẹ vào chỗ chén nước, làm bắn vài ba giọt ra ngoài, chỉ nghe tiếng chiu chiu, ba bốn giọt nước hướng thẳng về chỗ ông lão. Ông lão lạnh lùng, bàn tay giơ lên hưng lấy, đoạn rồi nắm chặt. Lão nhà tay ra, thấy ba bốn giọt nước đã hóa thành băng trắng xóa, rơi lộp độp xuống bàn. Mấy kẻ đi cùng mắt tròn mắt dẹt, thấy tu vi của ông lão ai nấy cùng khiếp sợ. Thế nhưng kẻ đứng đầu lại mỉm cười, công phu tịnh tiến, chúc mừng Trang bang chủ. Ông lão lạnh lùng nói, đừng gọi ta là Trang bang chủ, ta hiện giờ là một ông già mù. Người kia nói, tại hạ mới đây có quen một thần y tài giỏi, nếu ngài không phiền thì cùng ta tới đó một phen. Ông lão trả lời, tăm tối, quen rồi, nếu phó bang chủ vẫn vì chuyện đó thì ta xin khiếu. Thì ra kẻ tới chính là phó Cửu Uyên, còn ông lão kia là ai? Họ phó nói, ta tới đây vì muốn thông báo cho ngài một chuyện, đó là cựu nhân của ngài vẫn còn sống. Ông lão đáp, cựu nhân của ta là ai? Ta hiện giờ làm gì còn cựu nhân nữa, tất cả đã chết hết cả rồi. Họ phó nói, Tiêu Phong, hắn vẫn còn sống. Lão ra nghe đến cái tên Tiêu Phong, đôi tay chợt run lên, bờ môi mấp máy, có vẻ xúc động lắm, nhưng rồi lão lại trấn tĩnh. Ngươi cấm được nói linh tinh, nếu không thì đừng trách ta. Một tên đi cùng phó Cụ Uyên xen vào, phải đó Trang bang chủ, chính mắt hạ nhân đã trông thấy y, giang hồ khắp nơi đều biết chuyện này. Lão già nói, các người hãy về đi, ta mệt rồi. Phó Cụ Uyên nét mặt không vui, nhưng đành miễn cưỡng rời đi. Bóng dáng chúng vừa khuất một lát, Mộ Dung Khởi mới chạy vào,
Chàng hỏi, tiền bối có sao không? Lão già tay vẫn hơi run, cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên Tiêu Phong là lão lại đau. Lão tự hỏi, y còn sống sao? Có lý nào lời của Phó Cụ Uyên là thật? Liệu hắn có lừa ta? Con A Tử đâu? Nếu y vẫn sống thì chắc A Tử cũng vậy. Lão lăm lăm chạy vọt ra ngoài vườn. Lão gào to rồi liên tục phóng trưởng. Tiêu Phong, ta phải giết ngươi. Mộ Dung Khởi nhìn thấy kinh lực người này cường đại vô cùng, cả mấy luống rau đang tươi xanh là thế mà nhanh chóng bị đánh tan nát, hóa thành tuyết giá hết cả. Thật là đáng sợ. Chỉ trong mấy chốc không gian trước căn nhà tan hoang, mặt đất lủng hàng chục lỗ lớn, cả mấy cây cổ thụ cứng rắn cũng đổ gục hết cả. Chàng thầm nghĩ, người này võ công có lẽ còn cao hơn cả phụ thân. Nếu ta có được bản lĩnh thế này, hẳn công cuộc phục hưng Đại Yên có thêm nhiều hy vọng. Lão ra hồi tưởng lại ngày trước, lúc lão tự tận theo người thương, nhưng vì bị mù nên không thành công. Lão được đám trưởng lão cái bang mang về chữa trị, rồi sống ẩn giật ở chốn này. Lão già chính là Du Thản Chi. Nếu về tuổi tác, Du Thản Chi mới chỉ ngót nghét 40, nhưng vì số phận bi thảm nên trông y già nua đến thảm hại. So với đám người Đoàn Dự Hư Trúc thì khác nhau một trời một vực. Phó Cụ Uyên biết Du Thản Chi thân mang thần công, cứ vài tháng một lại sang cầu khẩn, nhưng chưa được họ Du chấp nhận. Du Thản Chi bảo với Mộ Dung Khởi, ta muốn nhờ người một việc, mong người trợ giúp. Mộ Dung Khởi đáp, xin tiền bối cứ nói, ta muốn người điều tra xem có phải Tiêu Phong vẫn còn sống hay không. Tiêu Phong là ai? Có phải bang chủ cái bang năm xưa? Chàng ta nghĩ, Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, người này được giang hồ đánh giá ngang với phụ thân của ta, hẳn phong thái phải hơn người. Nếu y thực sự còn trên đời này, ta cũng muốn diện kiến cho thỏa lòng. Mộ Dung Khởi từ biệt Du Thản Chi rồi đi ra ngoài thám thính tình hình. Trên đường chàng ta đi dò hỏi thì bắt gặp một đám đông đang đánh nhau rất dữ dội. Chàng biết một phe là người bên cái bang, còn phe kia không rõ lai lịch. Bên phe cái bang thất thế, người bị thương nằm la liệt dưới đất. Trong cái tiếng leng keng của binh khí, tiếng người nhốn nháo, có một tên trong phe thắng nói, thiếu gia của ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi quy phục Du Vân Bang. Mộ Dung Khởi có chút bất bình. Chàng đưa mắt nhìn người thiếu niên trẻ tuổi đang khoanh tay cười khẩy, khuôn mặt trông có vẻ đắc ý lắm. Hơn một nửa số người bên phe cái bang đồng ý đầu hàng, số còn lại vẫn chống trả quyết liệt. Gã thiếu niên trẻ tuổi kia nói, đúng là lũ trâu ngựa không biết thức thời, giết hết cho ta. Chợt đâu có hai bóng người đang thi triển khinh công phi tới, là Độc Cô Tuyền và Trác Tiểu Nhiên. Trác Tiểu Nhiên nói, người ta không muốn, đừng có cố ép. Gã thiếu niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào họ Trác nói, hai người muốn lo chuyện bao đồng ư? Có tiếng nói cất lên, không phải hai người mà là ba người. Mộ Dung Khởi trông thấy Trác Tiểu Nhiên nhanh chóng tiến đến, chàng ta chắp tay chào hỏi. Độc Cô Tuyền nói, nghe nói bang chủ Hỏa Minh Quyết phong thái hơn người, tại hạ rất muốn được gặp, nhưng giờ thì hết rồi. Có một tên bên phe thắng nói thầm thì chuyện gì với chủ nhân của hắn. Gã thiếu niên bên phe kia mặt ngắn tũn, y nói, giờ sao ngươi lại không muốn gặp? Độc Cô Tuyền cười khẩy, vì ta thấy hậu nhân của ông ta chẳng có gì đặc sắc. Gã thiếu niên giận đến tím mặt, hắn chính là Hỏa Minh Thắng, đứa con đầu của Hỏa Minh Quyết. Gã nói, nghe đồn trong giang hồ có một kiếm thủ trẻ tuổi, kiếm pháp đã đạt tới mức thượng thừa, nay được diện kiến thật là hân hạnh. Độc Cô Tuyền thấy y nâng mình thế, trong lòng đắc ý lắm. Chàng ta đáp, tại hạ không dám. Hỏa Minh Thắng nói, ấy chết, Độc Cô huynh đệ hiểu lầm ý ta rồi. Ý ta là Trác thiếu hiệp đây, chứ còn cỡ như huynh đệ thì ta đâu để tâm. Độc Cô Tuyền điên lên, ngươi! Nói đoạn vung kiếm sổ thẳng vào y. Hỏa Minh Thắng cũng chẳng phải dạng vừa, hai cái đầu nóng đâm sập vào nhau, quyết một trận sống mái. Trác Tiểu Nhiên định can nhưng không được, ba thủ hạ của Hỏa Minh Thắng xông vào trợ giúp thì lập tức một làn kiếm quang lóe lên, một trong số đó đã bị lưới kiếm sắc bén của Trác Tiểu Nhiên kề cổ. Hai tên còn lại không dám manh động nữa, tất cả cùng chú tâm theo dõi cuộc đấu gay cấn này. Hỏa Minh Thắng thân pháp uyển chuyển, Du Vân Công nhẹ nhàng như mây, chẳng khác chi kiếm pháp ái tiên kiếm. Hai người quần nhau tới hơn 20 chiêu thì đột nhiên Hỏa Minh Thắng rú lên, y bị trúng kiếm của đối thủ. Độc Cô Tuyền bồi thêm một cước nữa, khiến Hỏa Minh Thắng ngã bật về phía sau. Đám người cái bang vỗ tay hoan hô, trong khi bên Du Vân Bang im re. Có mấy tên chạy lại đỡ Hỏa Minh Thắng, y bực lên, cút đi cho ta. Hỏa Minh Thắng bật người dậy, hai tay y chắp lại. Không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những tiếng u oa như tiếng tụng kinh, bàn tay y đang phát xạ màu vàng. Mộ Dung Khởi trong bụng thầm kinh hãi, hình như đây là hiệp ấn thần công đã thất truyền từ lâu. Chàng ta nói với Độc Cô Tuyền, huynh đài cẩn thận, liệu Độc Cô Tuyền có đỡ được trưởng pháp kỳ dị kia không? Chúng ta cùng đón xem tiếp tập 36 mang tên cao thủ gặp cao thủ.